chào, tôi là Tăng Sang, người đánh giá dự án đến từ bất động sản.com.vn. Ngày hôm nay tôi có hẹn với một cô bạn để dẫn cô ấy đi xem một trong số ít những dự án ở đây. Và ở đây là khu vực nào, tôi sẽ bật mí ngay. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cô ấy nha. Ủa đâu ta? À, cô ấy rồi. Nhi, qua bên đây khu vực này nè. Ủa, khỏe không? Trời ơi, lâu quá không gặp, nhìn đẹp hẳn ra cho các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì thật sự là cũng rất là cảm ơn Sang nha, đã dành thời gian dắt Nhi đi xem nhà. Tại vì nãy giờ Nhi đi vòng vòng ở đây nè, thì Nhi thấy á, là ở khu vực quận 7 này cũng có một cái khu như thế này cũng hay ha. Mà còn nằm ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh nữa, rất là đẹp luôn. Trời, nhầm rồi đó, đây là Bình Chánh rồi mà. Bình Chánh hả? Nhưng mà nghe Bình Chánh thấy xa xôi thì sao á. Trời ơi, đâu có xa gì đâu, đâu có heo hút như mọi người nghĩ. Có đâu, nghe là thấy xa xa rồi, thấy kiểu heo hút lo lo ấy. Trời ơi, nếu như mà Ráp đã đi tới đây á, thì đâu có xa đúng không? Tại vì Nhi đang cần á, một dự án căn hộ mà ngay gần quận 7 để tiện đi làm. Ừ, đúng mà rồi. Điều đặc biệt là không có tiền nhiều. Nếu như mà so với những cái dự án ở quận 7 á, thì rất là đắt đỏ. Ừ. Bởi vậy tôi nghĩ đây là cái dự án hợp lý rồi đó. Ủa nhưng mà nói á, gần quận 7 thì có nhà bè cũng gần quận 7 mà tôi thấy cũng ở đó cũng ổn chứ bộ. Ừ. Nhà Bè với Bình Chánh nó cũng có khoảng cách đường đường thôi, nhưng mà giá ở đây sẽ hợp lý hơn. Nhà Bè giá cao bởi vì quy hoạch đường xá cũng như là tuyến metro hiện tại năm 2022 cũng như là năm 2025 thì sẽ có quy hoạch ở ngay tại khu vực chân của Việt Nam đó nha. Và điều đặc biệt là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho Nhi một cái dự án, đó là Westgate An Gia, đến từ quỹ đầu tư An Gia, chỉ với 40 triệu mỗi mét vuông chưa về tên. Hấp dẫn không? Trời. Nghe cái mức giá này hấp dẫn á, dự án này nó làm sao, giờ dắt tôi đi coi đi, nghe háo hức ghê. Thôi bây giờ đi luôn cho nha. Đi đi đi. Như thế đó, Bình Chánh là một huyện của ngoại thành, không di chuyển nhanh vào trong trung tâm, mặc dù đường xá rất là thoáng đãng và dễ đi. Bởi vậy bây giờ Sang sẽ dẫn Nhi đi khu vực xung quanh để xem môi trường sống thế nào, sau đó mới quyết định cho đúng nha. Đúng rồi, tại vì tâm lý khi mà Nhi đi tìm nhà là phải ở một nơi mà mình cảm thấy là an toàn, không có nguy hiểm. Cho nên là lúc đầu nghe Bình Chánh nó trời ơi, không biết ở đây có bắn vẻ không, có đèn đường không, tại vì rất là sợ về ban đêm nguy hiểm á. Nhưng mà đến đây rồi nha, thấy là có trường học nè, có bệnh viện nè, rồi có bộ công an nữa, thấy cũng yên tâm, không giống mình tưởng tượng tí nào hết. Trời, giờ đỡ hơn đúng không? Nếu như mà lúc đầu á Sang chưa đến đây á, Sang cũng nghĩ y chang như vậy á, nhưng mà đến đây rồi thì rất là yên tâm, bởi vì đây là trung tâm hành chính của Bình Chánh. Và nếu như một cái khu vực mà hành chính thì trung tâm là quan trọng nhất. Bởi vì ở đây tập trung được đầu tư, có rất là nhiều dịch vụ và điều đặc biệt là các cơ quan hành chính nữa. Bởi vậy, và một điều đặc biệt nữa là Sang cũng có quan tâm đến những cái dự án trước đây của chủ đầu tư An Gia, như là River Panorama quận 7 nè, Skyline nè, Sky 89 nè. Thì có rất là nhiều shop house, và ở trong cái shop house này có rất là nhiều cửa hàng tiện lợi, Pharma City trong nội khu rất là tiện lợi nha. Bởi vì chúng ta khỏi cần phải đi đâu luôn. Lát nữa Sang sẽ dẫn đi vào bên trong xem sao bà sẽ kỹ hơn. Nhưng mà nãy giờ Nhi cũng thấy ở đây rất là sơm tụ á chứ. Tại vì là thấy là có ngoài nước đồ này kia nữa, mọi người đi lại cũng rất là đông luôn. Nhưng mà ở đây còn gì đặc biệt nữa không Sang? Có nhiều nha. Tại vì nếu như mà Nhi muốn đi đến chợ hay là siêu thị hoặc là trường học, các cơ quan hành chính thì chỉ cần mất 5 cây số mà thôi. Được quá chứ. Và còn để vào quận 7 á, thì Nhi chỉ cần đi làm khoảng tầm 15 cây số là qua cầu Ấm Lớn tới trường đại học IMIT Nam Sài Gòn rồi. Từ đó đi vào khu văn phòng trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, có 3 cây số đổ lại mà thôi. Mai mốt có thêm tuyến metro 3A Bến Thành Tân Kiên, tuyến xe buýt nhanh đó là BRT số 1. Thì thôi, chúng ta nói gì về quận 7 nữa, vào trung tâm quận nhất cũng dưới một tiếng thôi mà. Như đọc báo thì có các xu hướng của các trường đại học nè, các bệnh viện đang di dời cũng như là mở rộng ngay tại khu vực Bình Chánh này. Và hiện tại ở đây á, thì sẽ có bệnh viện Di Đồng nè, cũng như á, là trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Chánh. Và tương lai sẽ còn rất là nhiều, vì vậy để phục vụ cho các bà con ở khu vực miền Tây lên. Vậy thì mà cư dân ở đây thì chắc chắn là sẽ được hưởng lợi nhiều lắm ha. Tất nhiên rồi, ở đây thì tất cả các bà con cũng như là các anh chị, các cư dân ở đây sẽ được cái việc là cho thuê mặt bằng nè,
mở rất là nhiều hàng ăn hàng uống ở đây luôn á nhỉ. Đặc biệt á là còn hưởng lợi được cái sự nhộn nhịp nữa đúng không? Đúng rồi. Khi mà nhắc đến cho thuê nha, Nhi cũng có một cái câu hỏi thắc mắc là nếu như á mà mình muốn cho thuê lại nè, hoặc là cái mức tăng giá trong tương lai của cái khu vực này nó sẽ như thế nào? Rồi sau này nếu như Hồ Nhi muốn bán lại thì sao? Trời, chưa gì á, cô đã muốn kiếm vốn cũng như là đã kiếm lời luôn rồi. Thì như Sang khảo sát thì hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh các dự án cũng không còn nhiều nữa. Đặc biệt là người ta sẽ quan tâm những cái dự án ở vùng ven và ngoại thành như Westgate đây. Thì Tăng Sang cũng tham khảo ở các khu vực trung tâm của Bình Chánh thì Westgate là được chú ý rất là nhiều. Còn ở những dự án khác thì cũng hơi xa đó. Thì 10 năm nữa thì Bình Chánh sẽ lên thành phố. Như Nhi nhớ năm ngoái thì năm 2021 đó thì Thủ Đức được lên thành phố. Bởi vậy á, hai cái quý cuối cùng á nền giá rất là nhanh. Bởi vậy đây là một cái địa điểm mà cần đầu tư cho Nhi trong tương lai. Nghe cũng tiềm năng quá ha. Với lại là nãy giờ mình cũng đã đi ở khu vực ngoại khu rồi. Bây giờ mình có thể vào trong công trình để xem kỹ hơn được không? Ok, tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nhưng mà phải mặc đồ bảo hộ để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là mọi người nha. Nhất trí. An toàn là trên hết. Đi. Ê Nhi, nhà thầu ở đây là Recon á nha. Mà nghe nói cũng như á, là khẳng định luôn á, Recon là top 3 nhà thầu lớn nhất của Việt Nam á. Trời ơi, nghe nguy hiểm quá. Nhưng mà thật sự là nghe đến nhà thầu Recon thì mình sẽ cảm thấy là uy tín và yên tâm hơn á. Nhưng mà Nhi cũng muốn hỏi là khi nào thì ở đây là sẽ bàn giao dự án vậy ạ? 2023. Bởi vậy Nhi thấy á, mọi người đang thi công một cách tấp nập nhất có thể. Nhưng mà dịch thì vẫn thi công hả? Tại vì là sau 2 năm dịch á, rất là sợ trễ tiến độ nha. Đâu có, vì tiến độ phải bàn giao cho khách trong năm 2023. Bởi vậy á, mọi người thi công một cách tấp nập nhất. Đúng rồi, thật sự thì cái đó thì cũng yên tâm hơn á. Tại vì là khi mà mua nhà là sợ nhất là bàn giao trễ tiến độ á. Còn mức giá ở đây thì như thế nào Sang? Tại vì như thế là cũng có rất là tiềm năng ấy. Westgate ở đây thì hiện tại là giá 40 triệu một mét vuông, chưa VAT. Nhưng mà so với những cái dự án ở khu vực xung quanh như là Akari City thì 48 triệu một mét vuông nè. Còn Mitsubishi Park là 38 triệu một vuông. So với mặt bằng chung á, thì nó không có cao. Nhưng mà được cái ở ngay tại khu vực trung tâm hành chính của Bình Chánh. Và đặc biệt là trục đường Nguyễn Linh nữa là tiện đi lại vô cùng. Ồ, cái này thì Nhi đồng ý nha. Nhưng mà Nhi cũng muốn coi là nhà mẫu như thế nào á. Tại vì với một cái mức giá như thế này để xem là chủ đầu tư An Gia sẽ bàn giao gì cho mình á. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đi xem nhà mẫu nha. Ok. Wow, công nhận là rộng quá Sang ha. Nếu như mà Nhi nhìn vào sa bàn thì chúng ta sẽ có 4 tòa tháp. Ước tính lên tới là 2.000 căn hộ, villa, shop house. Và nếu Sang coi có nhiều shop house không nha. Xem mà có quá trời shop house. Mà có nhiều shop house thì có rất là nhiều khu mua sắm và tiện lợi. Bởi vậy Nhi khỏi cần phải đi đâu Ồ, nhắc cái này mới nhớ là Nhi cũng muốn biết rằng là những cái tiện ích nội khu nó như thế nào, có cái gì nổi bật không? Cũng có rất là nhiều khu tiện ích nội khu, nhưng mà nổi bật vẫn là khu chăm sóc sức khỏe dành cho cư dân. Ví dụ giống như là sân tennis nè, sân golf nè, phòng gym nè, phòng thể thao đa năng nè, sauna. Mà nếu như mà Sang nhìn tổng thể ở gần những cái khu vực xung quanh của dự án này á, thì cũng có rất là nhiều khu tiện ích, nhưng chưa có cái khu nào dành cho chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy á, chủ đầu tư mới làm thêm để cho những người cư dân của mình hạn chế việc ra ngoài và dễ tiện đi lại hơn. Ồ, nghe hợp lý quá chừng. Vậy là còn lại là cũng giống như những dự án khác luôn. Đúng rồi, vẫn có khu vườn BBQ, vẫn có khu giải trí cho trẻ em, vẫn có cái khu cộng đồng nữa, yên tâm. Ủa mà khu căn hộ này á thì là ở với ai nè? Ủa, tất nhiên là ở với ba mẹ rồi, cho nên là sẵn cũng muốn hỏi luôn là cái diện tích của những cái căn hộ ở đây nó có đa dạng hay không á. Chúng ta có 59m2, 85m2 và có tận là 113m2. Từ một phòng ngủ cho tới ba phòng ngủ đều có hết nha. Và điều đặc biệt trong cái dự án này á là có khoảng 40 cho tới 50 căn gọi là có sân vườn trong nhà và diện tích lên tới là 200m2 nữa. Và tùy theo cái sự khả năng của mình cũng như là tài chính và đặc biệt á là muốn không gian sống như thế nào để lựa chọn thôi. Em nói nghe nè, chăm nghe không bằng một thấy thôi, bây giờ đi coi được. Ok, tôi sẽ dẫn đi xem nhà mẫu của Gao nè. Ok. Với căn này thì như thế là ấm cúng hết chứ. Nhưng mà không biết là rộng bao nhiêu mét vuông nhỉ? 59m2. 59m2 hai phòng ngủ hả? Đúng rồi. Với một căn như thế này thì Nhi lại nghĩ là thích hợp cho Nhi ở một mình hơn. Một phòng thì để làm phòng ngủ ha, một phòng thì có thể là làm phòng làm việc. Chứ nếu như mà ở với ba mẹ thì nó hơi nhỏ ấy. Thì tùy theo điều kiện tài chính của Nhi thôi. Còn nếu thích xem rộng hơn thì sẽ đi qua hai phòng ngủ 85m2. Cái này chắc hợp lý hơn nè. Ok, đi ha.
tham quan thấy sao? Đây là căn 85m2 nè. Thấy mê. Trời ơi đúng rồi. Không chỉ đẹp nha mà cái không gian với cái diện tích như thế này thì Nhi nghĩ là rất là phù hợp với nhu cầu của Nhi luôn. Ba mẹ có thể là ở phòng lớn cho thoải mái nè, còn mình ở phòng nhỏ vẫn có nhiều những cái không gian để sinh hoạt gia đình. À còn một căn nữa, 3 phòng ngủ. Diện tích là 113m2. Để xem cái căn đó rồi quyết định luôn nha. Ok à? Nhiều khi mê cái căn đó hơn nữa. Thôi, đi đi đi. Giờ đi nha. Ôi là trời, cái căn này nó lớn hơn mà nó còn đẹp hơn đúng nữa. Đúng rồi. Nếu mà có một cái không gian phòng như thế này, trời, chắc là Nhi sẽ dùng một phòng để mà làm phòng giải trí rồi là chủ đầu tư đang làm. Tất nhiên, còn nếu như á, Nhi á, không làm phòng giải trí á, thì chúng ta á, có thể làm kho giữ đồ cũng được nữa. Cũng được á chứ. Nhưng mà Nhi cũng muốn hỏi là cái việc mà bàn giao nội thất ở đây thì mình sẽ có được những gì nhỉ? Nội thất ở đây á, sẽ được bàn giao đó là tủ bếp nè, là tủ trên dưới nè, những cái nội thất cơ bản ví dụ như ở nhà vệ sinh. Cơ bản thôi, còn nếu như á mà Nhi muốn trang hoàng theo cái sở thích của mình thì mua thêm. Quá đơn giản mà linh hoạt đúng không? Ôi vậy thì tính ra là đã là cơ bản và tiện nghi rồi. Tưởng là với cái mức giá này thì chủ đầu tư sẽ bỏ bớt một vài nội thất chứ, nhưng mà không có. Mình cũng nhìn cái này cái cũng ước ghê. Ước gì nữa đây? Mua căn này mà được chủ đầu tư cho nguyên về nội thất đã lắm. Thôi khỏi ước đi, khi nào mua đi tôi cho một món mọi nội thất nè. Cho gì vậy? Cho bình cắm hoa chứ cái gì. Ôi có bình cắm hoa dạ. Ôi mà kệ đi, có nhiều hay bấy nhiêu. Nhưng mà hứa nha. Ok, Sang sẽ hứa tặng Nhi một bình cắm hoa. Ok, tôi đi. Rồi, và Sang cũng đã dẫn Nhi đi tham quan một vòng cái dự án Westgate Anja rồi đúng không? Bây giờ không biết ý kiến của Nhi như thế nào nè. Thực ra thì Nhi rất là thích cái dự án này luôn ấy. Như là nó nằm ngay cái khu vực mà trung tâm của Bình Chánh luôn nè. Thì chắc chắn là cái môi trường sống xung quanh nó sẽ đầy đủ những tiện ích ngoại khu. Nó cũng không có vắng vẻ heo hút nữa. Với lại là còn việc bàn giao thì cũng đầy đủ nè, tiện ích nè, vừa vặn với mức giá là 40 triệu một mét vuông nữa đúng không? Thích nhất á là gì biết không? Căn hộ 85m2. Dạ, hợp lý quá, cực đúng không? Kỳ là ưng ý luôn. Cho nên là nghĩ là mình có thể sẽ quyết định sớm á, nhưng mà một cái điều là còn hơi lăn tăn một chút là cái phương thức thanh toán nó như thế nào. Nếu mà trả trước 50% là không có tiền đâu nha. Không có tới 50% đâu, rất là linh hoạt. Chỉ cần trả 30% cho tới khi nhận nhà dành cho 2 phòng ngủ. Và nếu như 3 phòng ngủ thì có 15% là thôi. Hấp dẫn lắm. Cũng được quá ha. Cũng còn một cái nữa đó là sợ đi xa ở Bình Chánh, với lại là hộ khẩu ở Bình Chánh nữa. Trời ơi xa gì, bây giờ từ đây mà vô quận 7 chút xíu à. Và nếu như á mà ở đây có khu tiện ích nè, ví dụ như phòng gym nè, khu ăn uống nè, và không khí trong lành như thế này thì đi xa một xíu không có trở ngại gì. Mà nếu như ở xa thì đi ô tô hoặc là đi xe của công nghệ cho nó tiện. Và cũng bật mí hồi nãy mới nhắc cái vụ hộ khẩu Bình Chánh đúng không? Sau này á mà ai mà có hộ khẩu Bình Chánh á, người ta bị ghen tị đó nha. Nghe hợp lý quá chừng. Nói chung là sẽ về quyết định cân nhắc xem như thế nào. Nhưng mà cảm ơn Sang ngày hôm nay đã dành thời gian mà dắt Nhi đi xem dự án này, rất là thích luôn. Ngày hôm nay á thì Sang cũng rất là vui chia sẻ cho Nhi cái dự án này. Và cũng xin mời Nhi cũng như tất cả các bạn sẽ xem thêm chi tiết về dự án này trên trang web, đó là bất động sản.com.vn, hoặc là chuyên trang dự án.bất động sản.com.vn. Và các bạn cũng đừng quên cho bất động sản.com.vn biết được ý kiến của các bạn ở phần bình luận phía dưới nha. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh giá những dự án bất động sản trên khắp cả nước. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.